Thời gian qua, hệ thống thương vụ Việt Nam đã tranh thủ tận dụng các cơ hội đẩy mạnh xúc tiến thương mại để khai thác thị trường nước ngoài. Qua đó đã góp phần đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2021 đạt 680 tỷ đô la Mỹ, xuất siêu 2 tỷ đô la Mỹ. 7 tháng đầu năm 2022, xuất nhập khẩu đạt 435 tỷ đô la Mỹ và dự kiến cả năm đạt xấp xỉ 700 tỷ đô la Mỹ. Tại hội nghị công tác thương vụ khu vực châu Á, châu Phi do Bộ Công Thương tổ chức, các thương vụ Việt Nam tại Campuchia, Lào, Ấn Độ, Nam Phi, Australia, Ả Rập, Trung Quốc đều cho biết, thời gian qua thương vụ đã tổ chức nhiều chương trình xúc tiến thương mại và đầu tư, quảng bá hình ảnh, thúc đẩy giao thương giữa Việt Nam với các nước, tích cực đưa các tập đoàn lớn vào Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư, cập nhật những thông tin chính sách của nước sở tại để kịp thời hướng dẫn cho các doanh nghiệp tiếp cận thị trường. Các thương vụ còn cho biết, hiện ở nhiều nước, nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm Việt Nam là rất lớn xong các mặt hàng cần phải đảm bảo chất lượng ổn định và chứng nhận an toàn thực phẩm cũng như có không gian trưng bày hàng hóa cụ thể để có thể trực tiếp tham quan tìm kiếm cơ hội hợp tác. Đánh giá cao vai trò của các thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, song Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng với khoảng 100 đầu mối thương vụ ở nước ngoài để thực hiện và hoàn thành những yêu cầu nhiệm vụ mà chính phủ, lãnh đạo Bộ Công Thương đề ra, đặc biệt là khu vực châu Á, châu Phi, thời gian tới các thương vụ cần xây dựng chiến lược Kế hoạch phát triển thị trường, đẩy mạnh khai thác các thị trường thông qua các FTA, nắm bắt các chủ trương, chính sách của các nước sở tại, phân tích các chính sách để có khuyến nghị chính sách đối với trong nước, tiếp tục nắm bắt diễn biến thị trường để kết nối cung cầu, kết hợp chặt chẽ với đơn vị trong nước để kết nối đầu tư khai thác tài nguyên khoáng sản, sản xuất chế biến thành nguyên liệu đầu vào trong các ngành sản xuất ở trong nước, vân vân.